ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Ủa anh, bây giờ cái chuyện đó là có thiệt không vậy anh? Thiệt, nhưng mà anh đang nghi ngờ thôi. Anh, nếu vậy con vợ em có tham gia không? Tất nhiên là có rồi. Nhưng mà mẹ yên tâm đi. Tại vì á, anh á mới là người sắp bị cấm sừng đây nè, chứ không phải mày đâu. Nếu anh nói như vậy thì vợ em có biết không ta? Biết cái chuyện này không? Biết sao không biết? Vợ mày té giếng đó giờ mà. Còn vợ anh á, vợ anh rủ vợ mày theo, anh nghĩ là chỉ làm bức bình phong thôi. Không được rồi, bây giờ em phải về nói cho vợ em nghe mới được. Thôi thôi thôi, mày nói làm gì mày điên hả? Mình chưa có bằng chứng làm sao mà nói được. Nhưng mà làm như vậy á, mày mà nói ra một cái là bức tóc động thai. Ai có thai? Ủa ai có thai? Anh mới nói bức tóc động thai. À không phải, trời, ý anh là bất động gì? À bất gì? Bất động sản. Liên quan cái chuyện bất động sản. Chứ cái gì? Ý anh nói là đụng cái chuyện này sẽ lộ chuyện mấy chuyện khác á hả? Ừ. Người ta gọi cái đó là bất dây động đậy. Ừ, cái gì? Bất dây động đậy vậy hả? Ừ. Ủa phải không? Đúng rồi. Như anh nhớ là cái gì bất dây động rừng mà. Sai. Ở đâu mà bức dây động rừng? Cái câu đúng là bức dây động đậy. Động đậy. Anh phải hiểu điều đó chứ. Ôi tại anh rối quá, tại anh rối quá. Không anh, đúng rồi, bức dây động rừng mới đúng. Mày làm tao rối quá, tại vì nó không động gì kệ nó. Ừ, miễn đừng động tay động chân được rồi. Ừ. Giờ bây giờ anh muốn em giúp làm sao? Bây giờ mày giúp anh tìm tung tích của một người. Ai? Chính là thằng biến thái này. Wow. Cậu vô đây nè cô cậu. Mẹ, mẹ ăn đâu rồi cô tỷ? Mẹ đâu rồi cô tỷ? Mẹ xuống liền giờ đó. Hả? À? Cô cậu ngồi đây nha. Cảm ơn cô tỷ nha. Ờ hai đứa tới rồi đó hả? Mẹ. Mẹ ơi. Trời ơi. Ôi nhớ mẹ không chịu luôn á mẹ. Con nhớ mẹ mà không ngủ được, có nôn nóng là hôm nay được về nhà mẹ đó mẹ. Rồi. Tụi con mừng quá trời mừng luôn á mẹ. Như vậy là từ đây về sau hai vợ chồng mình sẽ không bao giờ còn được cái nỗi nhớ mẹ nữa. Tại vì sao? Tại vì mẹ đã ở gần chúng ta 24/24. Đúng rồi. Con mừng quá à. Cái khúc này á, tôi nghe nó quen dễ sợ luôn bà chủ. Nhưng mà tôi cũng biết á, tiếp theo á là chắc cô cậu chuẩn bị xin gì nữa phải không? Thôi mà, đang vui mà thì cái bà cái chọt chọt vô đúng chỗ không à. Rồi tụi nó giận rồi lỡ cả tụi nó bỏ đi nữa. Chứ mẹ biết là tụi con thương mẹ, mẹ biết giờ. Dạ. Dạ. Trời ơi. Ủa, mở cửa cho tụi nó đánh xe vô. Dạ, xe gì mà vô? Xe hơi đâu? Xe hơi đâu mẹ, làm gì có xe hơi nào? Ủa chứ tụi con đến đây bằng gì? Xe ôm. Trời đất ơi, ăn mặc lồng lộn vậy mà đi xe ôm hả? Vậy đâu có sao đâu mẹ. Bình thường mà mẹ. Xe hơi của con đâu? Cho thuê rồi. Cho thuê rồi hả? Dạ. Rồi tụi con lấy gì đi? Trời ơi mẹ yên tâm đi. Ngày trước là sống xa mẹ cho nên buộc lòng mà phải mua xe hơi. Dạ. Còn bây giờ ở gần mẹ rồi. Đúng lấy rồi. Xe hơi lái đi một chen. Đúng rồi. Thấy không? Phải đi cho ta thuê để lấy tiền, kiếm tiền. Thôi biết sao không? Tụi con cũng phải có cái xe đi rồi làm ăn rồi để còn cái bộ mặt của mình nữa chứ. Trời ơi con vợ con này nó đẹp vậy, nó ăn mặc lồng lộn vậy, tự nhiên cứ bắt nó đi xe ôm hoài. Dạ không cần đâu mẹ, vợ chồng con thoải mái là không cần bộ mặt gì hết trơn. Trời ơi cứ dạ. Xe ôm làm tới thôi. Xe máy đi được mẹ. Dạ, yên tâm. Xe máy đi được. Mà xe máy đâu? Thì con định là đợi Tùng về rồi mượn xe nó đi. Ê, trời đất ơi vậy đó hả? Rồi con lấy xe của Tùng nó đi bằng gì? Thì là cho nó đi chung với Kim Anh đi. Ừ. Trời đất ơi, làm vậy có sao được? Có sao đâu mẹ, anh em với nhau không. Ừ. Mà không lẽ mượn xe máy không được. Dạ. Vậy hả mẹ hả? Trời ơi thiệt tình là thôi là mẹ không biết đó nha. Em mà nó không chịu là tụi con tự tính đó.
Thôi chị đưa tụi nó lên lầu giùm. Đưa. Cất đồ. Con lên lầu với mẹ. Thôi để con luôn cô. Đúng rồi, cô dẫn đi thôi. Anh nãy đi, anh nãy đi. Thiệt cái bà chủ, tôi thấy hoàn cảnh bà chủ vậy sao tôi thương bà chủ gì đâu á. Sao vậy? Nhiều khi tôi cảm giác á, bà chủ á giống như con bò sữa của tụi nó vậy đó. Ôi trời. Thì đúng rồi, tôi làm bò sữa của tụi nó từ đó giờ mà. Trời ơi, sắp tới giờ chưa vậy? Nửa tiếng nữa. Nói rồi mà không nghe. Cãi tao không à. Tôi mắc mớ gì tới sớm chi rồi giờ ngồi đợi. Để mình nhìn đi, nhìn ba cái mặt đi. Mặt đứa nào nấy như ba con chó dài vậy. Vinh quang là phải có sự trả giá. Đi xin việc không có vinh quang chỗ nào hết trơn. Trời ơi đất ơi, tụi mày, mà tao nói thiệt á, tụi mày hai mày để ý đi. Tụi mày có thấy cái công việc này nó bất bình thường không? Tao thấy có gì đâu bất bình thường, nó rất là bình thường. Bộ hai này dở thì một cái chuyện nó xảy ra như vậy mà không thấy. Tao hỏi hai bay nè, tụi bay có thấy cái chỗ nào nó tuyển tài xế lái xe mà không cần phải biết lái xe không? Mày làm tao hoang mang nha. Mà tao thấy công việc tài xế người ta tuyển đầy ngoài đường kìa. Thì đó, vinh quang là vinh quang cái chỗ đó. Sao không hiểu, mày nói rõ coi. Thì ý là cái chỗ vinh quang là vinh quang cái cụm đó đó, mày hiểu chưa? À, ý mày nói là cái chỗ nào mà đào tạo lái xe xong là ra là thành tài xế chuyên nghiệp á hả? Đúng rồi. Dạ thưa ba, cái đó là điều bình thường ba ơi ba. Cái chỗ nào mà làm đào tạo cho người ta lái xe xong là ra là thành tài xế chuyên nghiệp hết đó ba. Mày dở quá, mày tính mày phải suy nghĩ sao nó sâu xa chút xíu. Sao mày không nghĩ là sau khi mà nhận ban mình vô rồi đó, cái người ta khoái quá, cái người ta tăng lương cho mình. Nói chuyện gì đâu không à. Ê, mà nói nghe nè, người ta tuyển mình vô mà không cần biết lái xe, có khi nào đào tạo mình xong rồi bắt mình đi buôn lậu không? Rồi thêm ông nội này nữa. Cha đó cha, cha già rồi cha lẩm cẩm coi bá phim Mỹ riết khùng. Ừ. Trong cái tờ rơi nó ghi rõ ràng là chỉ lái xe cho giám đốc thôi, hiểu chưa? Rồi. À vậy tao biết rồi, tụi mình sẽ không có đi buôn lậu, mà là tụi mình sẽ chở giám đốc đi buôn lậu. Ngu, tao lấy nón mày luôn, ngu. Trời ơi đất ơi. Tao thấy mày mới chơi chiêu á. Chơi chiêu gì? Nè, nó nói đâm ra cũng có lý nha. Biết sao tụi mình là phóng viên mà. Thì đó. Tự nhiên nó nói vậy có khi nào là liên tưởng mình phải mình chở giám đốc đi buôn lậu thì không ta? Ngu, tao lấy nón mày luôn. Tụi mày không biết suy nghĩ. Mày phải suy nghĩ ra, mày hiểu không? Ở trong phim là sao? Những cái đứa mà xã hội đen á mà nó lái xe cho tài xế á, là thứ nhất phải có dao, thứ hai phải có súng, thứ ba là phải có vỏ. Mà mày thấy không? Lúc mà tuyển đó đâu có yêu cầu là những cái đó đâu. À, tao thấy mày nói cũng đúng. Mà tao có thắc mắc này là trọng. Cái gì? Người ta tuyển tài xế á là toàn cao to đẹp trai không à. Mày nhìn cái thân hình mày đi, nhỏ con túc xéo lùm te vậy nè. Mà đi ứng cử tài xế mày. Ê, hình như hai đứa tụi mày suy nghĩ nó sâu xa hơn chút xíu không được hả? Là sao? Sao tụi mày không nghĩ là tuy là tụi mày bự con đẹp trai hơn tao, nhưng mà cái duyên thì tụi mày không bằng tao. Mà lỡ khi mà gặp ổng cái, lỡ nhiều khi ổng đổi ý sao? Ổng tuyển tài xế nhỏ con mà có duyên. Ai thằng điên, mày điên hả? Điên hả? Tự tin vừa phải thôi ông nội. Sống ở trên đời này là phải tự tin. Ê, nhắc mày nhớ, mày biết tao học cái tự tin này giống ai không? Giống ai à? Thầy Tâm. Ủa, thầy Tâm tự tin chỗ nào? Xấu mà mày đặt làm diễn viên đó. Trời ơi, mày gan thiệt luôn á. Suốt ngày để nói xấu thầy Tâm. Mới hôm bữa bị phạt xong chưa tởn mày á nha. Mày á. Trời ơi, tao nói thiệt, cái hai thằng bay hôm bữa là xui. Dạ xui thôi. Còn bây giờ tụi bay nhìn thử đi. Ở đây nè, vắng vẻ, thoải mái. Không lẽ giờ tao nói chuyện với thầy Tâm chạy ngang qua hả? Thôi thôi. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay.